Hello, xin chào anh em. Hôm nay mình giới thiệu với anh em một con máy mài mũi khoan thương hiệu của Ozito, đang nội địa Úc và được nhập khẩu và phân phối chính hãng tại Việt Nam luôn ha. Bên ngoài thì nó đựng trong một cái hộp bằng giấy vậy nè, thương hiệu Ozito Rubik Super Banner 95W, và nó có thể mài được mũi khoan từ 3 ly cho tới 12mm ha. Xung quanh cái hộp cũng là những cái quảng cáo và thông tin của nhà sản xuất nè. Bên đây cũng vậy luôn, hình ảnh con máy nè, rồi có số series, mã vạch đồ, mã quy code đồ cụ thể rõ ràng hết chứ ha. Rồi giờ để mình khui ra coi ở trong nó có cái gì nghe nè. Trong đây chúng ta có một con máy nè, ở đây mình có một cái cuốn sách hướng dẫn, nó cũng đựng trong một cái bản hiệu của Ozito. Đây nó có cái tem thông số nè, Ozito, cái mã là DBS095, sử dụng điện áp là 220 cho tới 240V, tần số là 50Hz, công suất là 95W, và cái tốc độ dòng tua của nó sẽ là 1350 vòng trên phút ha. Bên dưới cũng có số series nè, và những cái cảnh báo đồ của nhà sản xuất anh em. Có mấy cái cục mút nè để chống sóc. Và phía trên đây nó sẽ có rất là nhiều cái lỗ để cho anh em có thể mình đút mũi khoan vô để mình sử dụng ha. Cái lỗ nhỏ nhất thì nó sẽ là 3 ly nè, cho tới 3,5, rồi 4 ly, 4,5, 5 ly, rồi nó cứ là 5,5, rồi 6, 6,5 rồi nè. Nó dài tới 11,5, rồi 12 ly là bự nhất luôn ha. Những anh em sử dụng những mũi khoan mà nó thể in đó, mình có thể mình nhìn trên đây cũng được. Thì nó ghi ở đây nè, 1/8 nè, rồi 9/64, 5/32, 3/6, rồi 3/64 nè. Đó, ở đây thì nó ghi đầy đủ hết trơn ha. Những cái số này anh em để ý là người ta đúc khuôn nó in nổi lên nè. Bởi vậy anh em xài thời gian lâu thì nó sẽ không có sợ bị bay màu luôn ha. Đây nó ghi là down, ở đây nó ghi là up, còn đây nó ghi là strong nè. Cái này là đá, đá thì anh em có thể mình chỉnh là cái đá cho nó thấp xuống hoặc là nó cao lên tùy ý luôn ha. Ở ra bên trong thì nó sẽ có viên đá, nó hình tròn như nè. Trên đây thì nó sẽ có giác sẵn cạnh luôn. Bởi vậy khi mà anh em đút cái mũi khoan vô cái cử đó để mình mài thì nó sẽ rất là chính xác luôn ha. Mình thấy ở trên shop này nè, người ta cũng có bán cái đá gời nữa. Bởi vậy anh em xài thời gian lâu mà nó có bị mòn đá đó thì mình cũng có thể mình mua được cái đá chính hãng để mình sử dụng luôn, thì cũng rất là ngon luôn ha. Thì mấy cái mũi khoan đó anh em cứ nhét vô vậy nè, và cái lưỡi mài này nó sẽ mài cái mũi khoan của mình. Anh em mà không có biết mài mũi khoan như mình đó thì cũng có thể sử dụng, và những anh em thợ thì cũng có thể sử dụng cái máy này nè. Mình mài thì nó sẽ nhàn hơn và nó tiết kiệm thời gian hơn rất là nhiều luôn ha. Đây thì mình đang có sẵn mấy cái mũi khoan sắt nè, ở đây nó ghi là 7.0mm. khi mà sử dụng đó thì mình coi ở đây đó, nó có cái lỗ 7.0 nè, thì anh em cứ nhét vô ha, cứ xay nhẹ nhẹ nó vô cái phập một cái là ok ha. Lật ở đây coi thử coi, thấy nó làm như là cái mũi khoan của mình vậy đó, mà đút vô nó ngay cái ngàm á thì nó sẽ đụng trúng cái miếng sắt này nè, nó ngay cái bụp một cái này, nó là một cạnh. Còn khi mà anh em mài xong cạnh này đó, mình có thể mình lúc lên vậy nè, rồi kéo xuống mình mài thêm một cái cạnh này nữa là ok luôn ha. Mũi này hình như là 8 ly đó anh em. Trong đây thì đâu số 8 ly nè, cứ xỏ vô mình cứ xoay nó nghe cái cụp là ok ha. Đây là qua nè, rất là chính xác anh em. Mài xong rồi đó mình cứ rút lên, rút lên xay lại một cái đó, rồi mình cứ mài cái đầu còn lại là ok ha. Đá này anh em cũng có thể gỡ ra được luôn nè. Ồ, nhìn thấy là đá đây nó cũng rất là dày luôn ha. Thì nó có cái lò xo nè, và cái này thì nó sẽ quay để cho cái đá mài nó sẽ hoạt động anh em. Cái đầu phích cắm của nó nè, anh em có những cái ổ điện này nè, mình cũng có thể mình ghim vô mình xài, nhét vô cũng ok, cũng vừa dặn ha anh em. Con máy của mình nè, mở lên coi. Ở trong là cái đá của mình nó sẽ xoay ha. Đây nè, này có thể tùy chỉnh. Chỉnh đá cao thấp cũng tùy ý luôn ha. Khoan gỗ mà nó không có đi nổi anh em. Đây mình có cái hộp sắt nè, khoan luôn cho anh em xem. Ồ, chạy quá chạy anh em ơi. Mình nhét vô cái máy để mình mài xem coi nó có cải thiện được không nha anh em. Mũi này nó là mũi 6 ly ha. Sau khi mài xong thì cái mũi khoan của mình nó sẽ như vậy nè anh em. Nhìn cũng rất là sắc bén luôn ha. Hình nón nè, nhìn cũng ok ha anh em. Rồi giờ lắp vô con máy test lại thử coi sao ha. Đúng là ăn rất là ngọt anh em. Đây lỗ nữa nè. Quá đã luôn ha. Rồi giờ mình khoan thử trên sắt hộp coi sao nha.
Rất là ok luôn ha. Rồi giờ mình cũng đang có một cái mũi khoan mà nó cũng bị giống hệt hôm bữa mình mài nè. Giờ để mình so sánh thử coi cái mài tay với lại cái mài máy như thế nào ha. Bên cái cắm thì nó sẽ rất là bằng anh em. Còn bên đây thì mình mài mình không biết đó, thì mình cứ mài đại bây giờ nó xéo xẹo anh em. Bên dưới nè, là coi bên đây nè. Anh em nhìn thấy là những cái cạnh đó, thì mình nhìn thấy nó cũng sáng bóng lại không có chính xác á, là nó xéo xẹo à. Giờ mình sẽ để vô con máy này mình mài lại cho anh em xem nha. Mở vô nè. Giờ thì anh em nhìn thấy là nó ok rồi nè. Đó, nhìn cũng rất đẹp luôn ha. Mấy cái ba vớ này thì anh em cứ phủi ra nè. Ê, mũi khoan cũng rất bén anh em. Đây nè, hai cái anh em nhìn thấy giờ nó đẹp luôn rồi nè. Quá trời đã luôn ha. Khi có cái máy này anh em lục lại những cái mũi khoan cũ đó, mình có thể mình mài gì nè, giờ mình tận dụng mình xài tiếp thì nó sẽ rất là tiết kiệm luôn ha. Giờ ở đây mình có một cái mũi khoan rất là bự luôn nè, xài thời gian lâu thì anh em nhìn thấy nó cũng cùn hết trơn rồi nè, nó không có còn bén nữa. Để mình lắp vô xét thử cho anh em xem nha. Thường mấy cái mũi bự này nè là anh em phải sử dụng mình khoan mồi mới được ha. Nó cũng vô được mà nó vô có khúc mà anh em ơi. Đó, nó không có còn bén nữa ha. Giờ để mình thử ra lắp vô con máy mình mài thử coi sao nha. Bật lên số 12 nha anh em. Cái lớp này là nó mài ra được đó ha. Đó, bên đây cũng vậy nè. Cái nhăn cái này thì nó mòn đó, bởi vì nó mài chưa tới. Anh em kỹ hơn đó thì có thể đưa vô máy mài chút xíu nữa là ok ha. Đây. Anh em nhìn thấy rất là đẹp luôn ha. Lúc đầu mình cũng có coi trên YouTube nữa, mình thấy người ta chọt như nè, thì không biết làm sao mà người ta chọt ngay được á, nhưng mà xài thực tế rồi thì nó sẽ rất là đơn giản luôn ha. Cứ xỏ vô vậy nè, mình cứ xoay nhẹ ngược chiều kim đồng hồ, nó tụt vô cái bật một cái là ok. Rất là đơn giản luôn ha. Mình sẽ lắp vô con máy test lại coi sao anh em. Ăn rất là bén anh em. Cái lỗ nè, anh em nhìn thấy tròn xoe và nó không có một cái miếng bờ dớ nào chờ ha. Giờ cái sắt thử coi sao. Thường thường là nó sẽ có cái khoan mồi như đây thì có sẵn, vậy thì mình chơi thử coi được không nha. Do cái mũi nó lớn quá và mình khoan có một tay bởi vì nó hơi có chút xíu, nhưng mà nó cũng ok ha. Thì qua bài test mình thấy con máy này thật sự nó rất là tiện dụng và xử lý công việc cũng rất là hiệu quả. Thì bây giờ mình sẽ khui toàn bộ con máy này ra để xem thử cấu tạo bên trong của nó như thế nào anh em. Và nãy giờ mình mài mũi khoan đó thì trong đây nó sẽ rớt là những cái mạt nè. Thì sau khi anh em sử dụng thời gian lâu đó, mình có thể mình mở ra mình vệ sinh. Thì người ta cũng có thiết kế cho mình một cái lỗ nè. Thì anh em không có thời gian mở ra đó, thấy mình cầm như nè để mình hút mấy cái bụi ra thì cũng ok luôn ha. Và đây sẽ là toàn bộ bên trong con máy của chúng ta ha. Quạt tản nhiệt nè, ở đây thì nó sẽ có một cái motor, và anh em nhìn thấy dây đồng của nó quấn nè, nhìn cũng sáng giới luôn ha. Trên đây thì nó sẽ có những cái linh kiện luôn nè, công tắc, thì cái này hình như là cái tụ bù á nè, cũng có thương hiệu nè,
rồi thông số đồ cụ thể gọn gàng hết trơn ha. Mình đã test và bung toàn bộ con máy này ra rồi ha. Thì anh em nào có nhu cầu mua sản phẩm này, mình sẽ để đường link ở dưới phần mô tả. Anh em cứ nhấp vào đó để tham khảo. Thì anh em nào thấy video hữu ích thì cho mình xin một like để ủng hộ tinh thần mình ha. Anh em nào chưa đăng ký kênh, nhấn nút đăng ký bên đây, nhấn nút cái chuông. Khi nào có video mới, anh em mình cùng giao lưu ha. Rồi các anh em đã xem video, chúc anh em một ngày mới nhé. Bye bye.